Này chủ yếu được thực hiện bằng các hoạt động của Phạm Đoan Trang. Ngày 26 tháng 8 2018, Phạm Đoan Trang đăng lên Facebook cá nhân của mình bản PDF của một cuốn sách dày 150 trang mang tên Tuyển tập các bài viết về dự án đặc khu. Theo lời giới thiệu trên Facebook của Đoan Trang, thì cuốn sách sẽ đem đến độc giả những hiểu biết cơ bản nhất về dự án này của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản. Trang cũng viết rằng, để công cho công bằng và rộng được dư luận, khác với tài liệu tuyên truyền của các cấp đảng, đoàn, đội, cuốn sách này tập hợp các bài viết tiêu biểu cho cả hai luồng quan điểm ủng hộ và phản đối dự luật đặc khu. Tuy nhiên, có thể thấy người soạn sách chỉ giả vờ tỏ ra công bằng, vì cuốn sách bao gồm 5 bài viết ủng hộ dự luật đặc khu và có tới 19 bài viết phản đối dự luật. Các bài ủng hộ được đưa ra trước các bài phản đối. Ngoài ra, ngay trong lời giới thiệu, người soạn sách cũng ví chuyện Hồng Kông bị nhượng cho Anh trong thời hạn 99 năm với chuyện dự luật đặc khu kinh tế cho phép nhà đầu tư nước ngoài thuê đất với thời hạn 99 năm nhằm kích động tâm lý bài trung cực đoan. Vì cuốn sách đặt bài của Nguyễn Minh Thuyết và Nguyễn Sĩ Dũng ở đầu mục lục, đồng thời dùng đến 2 bài của Nguyễn Anh Tuấn và 3 bài của Nguyễn Quốc Tấn Trung, có thể đặt giả thuyết rằng sách được soạn bởi Phạm Đoan Trang và Trịnh Hữu Long, vì 4 người vừa nêu nằm trong danh sách quan hệ của họ. Theo các trang bìa, thì bìa sách biên tập bởi Nhà xuất bản Trẻ Hà Nội, được trình bày bởi Diêu và được thiết kế bởi Elifan. Ngày 28 tháng 8, Phạm Đoan Trang viết một bài viết tiếng Anh có nội dung là 7 câu hỏi nhanh đáp gọn về dự luật đặc khu kinh tế và đăng trên trang The Vietnamese. Trong tuần qua, trang nhật ký biểu tình đăng một post giới thiệu cuốn tuyển tập bài viết về dự án đặc khu, 2 post giới thiệu tài liệu hỏi và đáp về luật đặc khu và đăng lại bài của Phạm Đoan Trang về cuốn chính trị bình dân bản mới. Ngoài ra, họ không đăng bài nào khác. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết vào mùa thu năm 2011, Phạm Đoan Trang đã biên soạn cuốn Thế hệ F, tổng hợp các bài viết về phong trào biểu tình chống Trung Quốc trong mùa hè năm đó. Ngày 17 tháng 10 2016, Đoan Trang xuất bản báo cáo Toàn cảnh thảm họa môi trường biển Việt Nam, tập hợp các luồng dư luận về vụ nhà máy thép của tập đoàn Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường và về phong trào biểu tình bạo động nổ ra nhân vụ việc đó. Như vậy, khi biên soạn cuốn tuyển tập bài viết về dự án đặc khu, Phạm Đoan Trang không có một động thái mới mà chỉ đang thực hiện vai trò cũ của mình. Đó là tổng hợp và lưu trữ thông tin về các phong trào lớn của giới chống cộng Việt Nam như phong trào biểu tình chống Trung Quốc hồi mùa hè 2011, phong trào biểu tình chống Formosa hồi mùa hè năm 2016 và phong trào biểu tình để phản đối các dự luật đặc khu kinh tế hồi mùa hè năm 2018. Trong lời giới thiệu cuốn Thế hệ F, Phạm Đoan Trang viết rằng cuốn sách này thực chất ghi lại một chặng đường lịch sử của Việt Nam. Khi soạn những cuốn sách về giới chống cộng, có lẽ Trang cũng muốn đóng vai trò chép sử đó. Tuy nhiên, qua nội dung sách có thể thấy Trang đang làm không tốt vai trò này. Thay vì khảo sát toàn bộ dư luận để chọn những bài viết có chất lượng nhất về dự luật đặc khu kinh tế, Phạm Đoan Trang đã quá ưu tiên cho những tác giả mà mình có quan hệ. Thêm nữa, khi Trang ví chuyện cho khách hàng nước ngoài thuê các lô đất và căn hộ với chuyện nhượng địa, Trang đã dùng một màn tuyên truyền bẩn vì hai vấn đề này có bản chất khác nhau. Như vậy, cuốn sách của Phạm Đoan Trang chỉ có giá trị tuyên truyền, chứ không có giá trị khoa học hoặc giá trị lưu trữ.